Chuyện gì xảy ra với ba con sư tử đực này? Tại sao chúng lại đồng loạt kêu lên một cách thảm thiết như vậy? Hãy nhìn kỹ vào mình của chúng. Một màu tím đen phủ gần hết lớp da. Hung thủ gây ra sự đau đớn này chính là độc tố của rắn mamba đen. Nhưng một con rắn thì không thể cắn cùng lúc ba con sư tử đực. Vậy thì chúng trúng độc của rắn mamba đen bằng cách nào? Khi một con vật nào đó bị rắn mamba đen cắn trúng và chết, độc tố chạy khắp cơ thể và tích tụ trong cái xác. Ba con sư tử đực này đã cùng nhau ăn cái xác con vật xấu số đó và cùng trúng độc. Đây là cách trúng độc gián tiếp, nên ba con sư tử đực vẫn còn sống sót. Chúng đang cố gồng và chống trả lại độc tố. Nếu sức đề kháng đủ tốt, chúng sẽ sớm vượt qua nỗi đau thể xác này. Nhưng khi bị cắn trực tiếp, liệu một cú cắn của rắn mamba đen có thể giết chết một con sư tử trưởng thành hay không? Rắn mamba đen là loài rắn đáng sợ nhất châu Phi. Đây là loài rắn độc dài nhất ở đây, có thể lên tới 4,3 mét. Đầu của nó được mô tả có hình dáng giống chiếc quan tài. Độc tố thần kinh của nó sẽ hạ gục nạn nhân chưa đầy 15 phút. Mọi con vật to lớn hơn nó gấp trăm lần cũng đều phải né tránh. Nhưng nó chưa bao giờ có ý định săn những con vật khổng lồ, vì đó là những con mồi quá khổ, không phải là thức ăn của nó. Đây là một sự hù dọa. Nó đang cố tình xua đuổi bầy trâu rừng đi chỗ khác, để tránh bị trâu rừng giẫm chết. Với sư tử cũng vậy, rắn mamba đen không hề muốn đối đầu. Nó càng không có ý định tấn công sư tử. Vì một lý do nào đó, như cảm thấy bị đe dọa, thì nó mới tấn công sư tử. Có thể nó ẩn nấp nơi kín, sư tử không phát hiện ra và vô tình bị nó cắn. Nhưng độc tố của rắn mamba đen dư sức kết liễu nhiều sư tử con. Nếu rắn mamba đen dồn hết độc tố cho một lần cắn, thì vẫn có thể hạ gục một con sư tử trưởng thành. Nếu sư tử trưởng thành bị cắn ở vùng nhạy cảm như mặt, chân, bộ phận sinh dục, thì sư tử rất có thể sẽ nhận án tử. Nếu một cú cắn của rắn mamba đen không dồn hết độc cho một lần và không cắn vào vùng nhạy cảm, thì nó rất khó gây ra cái chết cho một con sư tử trưởng thành.